Hiệu ứng Pygmalion là lý thuyết tự hoàn thành, và khi thúc đẩy đội nhóm thì phải cố gắng tạo ra một động cơ. Lý thuyết tự hoàn thành có lúc không phải là đơn giản, có một giai đoạn tích cực. Lúc đó bạn sẽ thúc đẩy được quân của bạn. Bạn sẽ cố gắng với một thông điệp phải được rõ ràng, và bạn sẽ thể hiện được một sự tin tưởng là sẽ đạt được mục tiêu hành động. Như thế bạn sẽ thuyết phục, thúc đẩy được đội quân sẽ theo bạn. Tuy nhiên, có một khía cạnh tiêu cực là sẽ có thể khiến những thái độ kiểu bắt chước một cách dại dột. Có nghĩa là những người theo bạn sẽ chỉ theo bạn, không nghĩ gì thêm. Do đó, luôn luôn có một sự thỏa hiệp giữa một thái độ tự hoàn thành có thể ép mọi người vào một loại hệ thống định dạng, làm mình trở nên bắt chước dại dột những gì được nhìn thấy. Cho nên, bạn phải luôn nghĩ tại sao bạn phải làm như vậy và trong những điều kiện nào. Vậy bây giờ, lời tiên tri từ hoàn thành này, khi muốn áp dụng vào công việc thì sẽ như thế nào? Làm bằng cách đặt ra những mục tiêu làm việc cao cấp và làm cho mọi người có thể tự xác định. Lúc nãy, chúng ta đã nhận thấy rằng sự thuận lợi khi chúng ta có thể xác định được mình với một cái gì đó cao cấp hơn để tiến lên, để nhắm đến mục tiêu, để đội nhóm có tinh thần cao nhằm đối phó với mọi khó khăn. Đây là những thông tin nho nhỏ liên quan đến đội nhóm, cách quản lý nhóm, và đội nhóm là một trong những nền tảng quan trọng, một trong những yếu tố được chọn nhằm đánh giá bạn khi bạn sẽ thuyết trình bài pitch. Ý nghĩa là khi bạn bước vào phòng họp, khi bạn giới thiệu đội nhóm của bạn, mọi người sẽ đánh giá bạn trên cơ sở thực tế đang có. Mọi người không thể đánh giá bạn trên cơ sở những gì bạn sẽ làm. Mọi người không thể đánh giá bạn dựa trên tương lai dự án của bạn. Mọi người chỉ đánh giá bạn trên cơ sở thực tế đang có, tức là đội nhóm của bạn. Vậy, bạn hãy coi trọng đội nhóm, bởi vì nó là một trong những yếu tố có thể dẫn đến sự thành công của dự án của bạn. Cảm ơn.